Xin chào quý vị các bạn. Lần đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ kênh Blog News trong thời gian vừa qua và rất mong được sự ủng hộ tiếp theo của quý vị các bạn. Và trong cái clip này thì chúng ta sẽ một lần nữa trở về với Đồng Tháp và đến với khu du lịch Phương Nam Ninh Từ, hay còn gọi là khu du lịch Phương Nam. Trong cái kênh của mình thì cũng đã có hai cái video clip nói về cái khu du lịch Phương Nam này. Hôm nay mình sẽ không giới thiệu về phong cảnh nữa, mà mình muốn giới thiệu ở đây là cái khu ẩm thực trong cái khu du lịch này, đặc biệt là giới thiệu về các cái món ăn dân gian Nam Bộ như là các loại bánh, chè. Và sau đây thì chúng ta cùng trở về với Đồng Tháp, đến với khu du lịch Phương Nam, hay còn gọi là Phương Nam Ninh Từ. Mời quý vị các bạn đón xem. Xin chào mọi người nha. Đây là cái khu chế biến ở nhà hàng ẩm thực buffet tự chọn ở Phương Nam Ninh Từ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Cái này là bánh khọt cô? Bánh khọt. Dạ. Cái bánh khọt này thì nguyên liệu là có những cái gì cô? Cốt dừa, đậu xanh. Dạ. Cốt dừa, đậu xanh. Thường người ta có nhân tép đấy đúng không? Tép mà mình có làm. Dạ. Đậu xanh, cốt. Xanh, đậu xanh, cốt. Này thiếu dầu nè, để nó khét à. Bánh khọt là một trong những loại bánh dân gian ở miền Tây Nam Bộ. Cái món bánh này thì được chế biến nhiều và trình diễn nhiều ở các cái khu du lịch. Còn đây là cái khu mà để đổ bánh xèo. 6 chảo, 7 chảo luôn đó. 7 chảo. Cái này một ngày thì mình đổ khoảng bao nhiêu bánh xèo cô? Tùy theo, khách ăn nhiều thì mình đổ nhiều mà. Dạ. Dạ, mình thứ không 7, có lường được. Thứ bảy chủ nhật thì chắc là nhiều. Thứ bảy chủ nhật thì chỉ có đây chỉ bán thứ bảy chủ nhật, còn nếu mà ngày thường khách đặt á, dạ, thì mình vẫn bán. Dạ. Như có đặt đông á thì mình bán. Dạ. Còn ở đây như bánh xèo nè thì mình không có lường trước được. Dạ. Có khi người ta thích người ta ăn nhiều thì mình phải bao bộ hoài tới á. Dạ. À, nhưng mà đa số là thích bánh xèo lắm. Dạ. Bánh xèo này làm ngon lắm. Bánh xèo bánh khọt. Ở đây thì để mà vào tiệc buffet trong Phương Nam Ninh Từ thì chúng ta mua vé là 50.000 đồng một người. Đúng. Được chọn rất nhiều món đồ ăn. Dạ. Thoải mái. Dạ. 20 mấy món luôn á. Dạ. Có cơm, có mì xào. Cơm, mì bánh xào. Bánh mì, gỏi cuốn, bánh canh giỏ, nước súp ngon rồi, rất là ngon luôn, nấu chất lượng không ạ. Rồi các cái loại. Các loại bánh. Bánh. Bánh xèo, bánh khọ. Dạ. Rồi các loại chè. Rau, xương sáo, nước uống đầy đủ hết. Dạ. Đó. Còn bánh xèo nè, đổ nè thấy không? Dạ. Yeah. Ăn bao nhiêu cái gì mình ăn, thoải mái. Bưng đi con. Đây thì có nhân thịt heo này, rồi tôm. Mọi người ăn một kiểu. Dạ. Yeah. Bánh này bánh gì á? Bánh xèo nha. Cô gì chủ đều, cô yeah. Từng này đến đây. Cô chọn những món gì anh Thảo? Anh Thảo nói nhiều đi. Chuối chưng. Chuối chưng, còn này là chè đậu xanh. À, còn cái kia. Cái này bánh xèo nhưng mà ăn gần hết rồi. À. Cái này nước ngoài gọi là tempura. À. Đói quá nên không thể cầm chừng được đúng không? Nãy giờ quá đói rồi.
Cô mấy nhà bột này là mình làm bánh gì cô? Cô nhà bột đấy là làm bánh gì? Canh. À bánh canh. Canh gói bữa. Dạ. Bột đây là bột nếp hay bột gạo thường cô? Bột gạo. À. Cái này là gói cuốn nha mọi người. Dạ, cuốn. Dạ. Gói cuốn thì có bún nè, giá nè, thịt nè, rau sống, rau thơm. Cái bánh đó là bánh gì chị? Dạ, bánh à, bánh thánh. Dạ. Trời ơi, ở đẳng cũng nghe luôn hả? Có nghe. Tại gì? Con nói một bên là bánh thánh, một bên là bánh thọt. Bánh thọt bánh nào? Một bên em cũng nghe đó. Trời ơi, người ta cần lắm mà làm thấy ghê quá vậy. Kaka. Kaka lắm thôi mà làm thấy ghê quá vậy. Quay. Đấy cô nói cái bánh này bánh gì cô nhỉ? Bánh canh gõ. Như vậy là gõ vậy đấy, gọi là bánh canh gõ đấy đúng không? Dạ, gõ gõ gì đó anh. Dạ. Chắc đấy, cái người gõ bánh canh nha anh. Có. Người gõ bánh canh nhắm mắt không ạ? À? Cứ mà cái loại thái lái là anh thả trong cái khu bánh canh của nhà em á. Có nhắm mắt không ạ? Chắc vậy, chắc vậy đợi nha. Ở lên thành đẹp quá nè anh. Chắc đi được một. Có tài nữa.